Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn đến với kênh Thằng Thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm số chia và số bị chia trong phép chia có dư. Cái bước đầu tiên mình nói sơ qua những cái yếu tố tạo nên phép chia có dư nha các bạn. Mình lấy ví dụ như 3 chia cho 2 thì bằng mấy và dư mấy. Thì rất đơn giản thôi, mình sẽ lấy 3 que đường chung cho số 3, được chưa? Và chia cho hai bạn. Khi để chia cho công bằng, các bạn chia cho mỗi bạn một que trước. Vậy còn một que này gọi là que bìa dư, được chưa? Chia cho bạn thứ nhất thì bạn thứ hai là thiếu, chia cho bạn thứ hai và bạn thứ nhất thiếu, nên que này gọi là que dư. Vậy 3 chia 2 thì mỗi bạn bao nhiêu ạ? Một que và dư 1. Ok chưa? Đó là phép chia có dư. Thì cái số 3 này người ta gọi là số bị chia. Số 2 này người ta gọi là số chia. Và 3 chia 2 thì được 1, người ta gọi là khư. Vậy cuối cùng đây là số dư hoặc là dư, được chưa? Vậy trong phép chia có dư, các bạn phải nhớ số bị chia, số chia, thương và số dư. Ok chưa? Và các bạn để ý giúp mình số chia và số dư. Được chưa? Nếu chia cho 2 thì dư là 1, nếu chia cho 3 thì dư là 1, 2. Vậy 2 là số dư lớn nhất của phép chia. Và nếu chia cho 4 thì dư 1, dư 2, dư 3, 3 là số dư lớn nhất. Ok chưa? Nếu chia cho 5 thì dư 1, dư 2, dư 3, dư 4, 4 là số dư lớn nhất. Được chưa? Vậy muốn tìm số dư lớn nhất, các bạn nhớ giúp mình, muốn tìm số dư lớn nhất thì ta lấy nè, ta lấy bằng số chia trừ đi trừ đi 1. Ok chưa? Và tiếp theo muốn tìm số bị chia, số bị chia ta lấy thương nhân với số chia cộng số dư. Đây là công thức để tìm số bị chia. Số bị chia bằng thương nhân số chia cộng số dư. Các bạn buộc phải thuộc cái công thức này để giải quyết bài này. Rồi bắt đầu. Thì ở đây người ta tìm số chia và số bị chia nhỏ nhất. Số bị chia nhỏ nhất. Thương có chưa? Thương có là 8 và dư bao nhiêu ạ? Dư 40, 45. Vậy thương là 8 này, dư là 40, 45. Mình biết rằng số dư là 45, vậy số chia của nó phải là 46, 47, 48. Nhưng do số bị chia và số chia nhỏ nhất nên số chia của mình phải là 46, được chưa? Vậy muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia cộng số dư. Vậy số chia của mình bao nhiêu ạ? Chia của mình là 46. Vậy số bị chia sẽ là thương là 8 nè, nhân với số chia là 46 nè, cộng cho số dư là 40. Cộng cho số dư là 40, 45. Rồi, ở đây cho phép nhân và phép cộng. Các bạn làm phép nhân trước với mình, sau đó cộng thêm 45. Và kết quả bao nhiêu các bạn comment ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Xin lỗi các bạn nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.